Quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức thế giới mới nhất trên kênh youtube tạp chí Việt Time, nơi liên tục cập nhật những thông tin hàng ngày nóng nhất dành cho quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joe Biden sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 đến 11 tháng 9. Trả lời câu hỏi về mục đích ý nghĩa chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Việt Nam, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Mark Knapper cho biết, Chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong nhiều năm qua là dựa trên sự tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và thể chế chính trị của nhau. Việt Nam và Hoa Kỳ cùng chia sẻ quan điểm tiếp cận đối với một số vấn đề quốc tế, trong đó có biển Đông. Hai bên hoàn toàn nhất trí về tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, giải quyết một cách hòa bình các vấn đề biển Đông. Hoa Kỳ cũng chia sẻ cùng Việt Nam các lĩnh vực hợp tác quốc tế như ứng phó với biến đổi khí hậu y tế, đặc biệt là những ảnh hưởng về kinh tế, xã hội khi xảy ra đại dịch COVID-19. Về mối quan hệ trong tương lai, đại sứ Mark Knapper nhấn mạnh, Hoa Kỳ cùng chia sẻ với những nỗ lực của Việt Nam để tới năm 2045, Việt Nam là nước có thu nhập cao và năm 2050 đạt mục tiêu phát thải dòng bằng không. Nhân dịp Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joe Biden thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 đến 11 tháng 9, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng đã chia sẻ về mục đích, ý nghĩa của chuyến thăm cũng như thành quả hợp tác song phương thời gian qua và triển vọng quan hệ hai nước trong thời gian tới. Ông Nguyễn Quốc Dũng cho biết, từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1995, các tổng thống Mỹ đương nhiệm đến thăm Việt Nam, nay tổng thống Joe Biden tiếp nối truyền thống tốt đẹp này. Điều đặc biệt ý nghĩa là chuyến thăm diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện 2013-2023. Với đà phát triển toàn diện, sâu rộng của quan hệ hai nước, chuyến thăm của Tổng thống Biden sẽ tạo thêm động lực đưa quan hệ song phương phát triển lên một tầm cao mới. Đây là tinh thần mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Biden đã thống nhất tại cuộc điện đàm cấp cao ngày 29 tháng 3 vừa qua. Đối với Việt Nam, việc đón Tổng thống Biden thăm cấp nhà nước là góp phần thực hiện đường lối, đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Tôi tin rằng những kết quả quan trọng của chuyến thăm sẽ phục vụ thiết thực lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào quan hệ giữa Hoa Kỳ và ASEAN cũng như hòa bình, hợp tác và phát triển khu vực trên thế giới. Trong chuyến thăm, Tổng thống Biden sẽ có cuộc hội đàm, gặp gỡ quan trọng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước ta, có các hoạt động với doanh nghiệp và người dân. Hai bên sẽ giả soát lại quan hệ đối tác toàn diện trên các lĩnh vực và đề ra những định hướng cho quan hệ thời gian tới với nội hàm tập trung vào hợp tác khoa học công nghệ, kinh tế thương mại và đầu tư, giao lưu nhân dân, khắc phục hậu quả chiến tranh. Điều này sẽ mở ra một chương trình mới trong quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ, đồng thời tạo điều kiện khách quan, thuận lợi hơn để Việt Nam dần khẳng định vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Hai bên cũng dự kiến cùng tổ chức hoạt động trao đổi ký vật chiến tranh, gặp gỡ giữa các doanh nghiệp công nghệ, Nhân dịp này, hai bên dự kiến sẽ ký nhiều thỏa thuận, hợp đồng kinh tế quan trọng có trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Còn theo thứ trưởng Hà Kim Ngọc, đây là lần đầu tiên một tổng thống Hoa Kỳ thăm cấp nhà nước theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông cho biết, chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden tới Việt Nam trong vài ngày tới là một chuyến thăm rất đặc biệt với những lý do sau. Đây là lần đầu tiên một tổng thống Hoa Kỳ thăm cấp nhà nước theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm hai nước xác lập quan hệ đối tác toàn diện lần đầu tiên cả Tổng thống và Phó Tổng thống Hoa Kỳ cùng thăm Việt Nam trong một nhiệm kỳ. Đây cũng là sự tiếp nối truyền thống trong gần 30 năm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, đó là các đời Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm đều thăm Việt Nam. Chuyến thăm cho thấy hai bên đều rất coi trọng nhau trong chính sách đối ngoại của mình và trong chính sách đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương nói riêng. Đối với Hoa Kỳ, chuyến thăm thể hiện Hoa Kỳ coi trọng thể chế chính trị của Việt Nam, coi trọng vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và của lãnh đạo Việt Nam. Đây cũng là cột mốc rất quan trọng trên hành trình nỗ lực chung của hai nước để hiện thực hóa mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu trong bức thư tháng 2 năm 1946 gửi Tổng thống Hoa Kỳ Harry Truman. Đó là Việt Nam có quan hệ hợp tác đầy đủ với Hoa Kỳ. Theo Thứ trưởng Hà Kim Ngọc, trong gần 30 năm kể từ khi bình thường hóa quan hệ, thương mại hai nước có sự phát triển vượt bậc, hết sức ấn tượng. Năm 1995, thương mại hai chiều mới đạt 450 triệu đô la Mỹ. Thì đến năm 2022 đã đạt 123 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam đã vươn lên rất nhanh chóng trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Hoa Kỳ và trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ trong ASEAN. Cũng từ năm 2022, Hoa Kỳ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với con số 100 tỷ đô la Mỹ. Về đầu tư, Hoa Kỳ luôn luôn là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam. Tính đến năm 2022, đã có hơn 11 tỷ đô la Mỹ đầu tư trực tiếp từ Hoa Kỳ vào Việt Nam, đó là chưa kể đầu tư thông qua chi nhánh của công ty Hoa Kỳ từ các nước thứ ba. Điểm mới so với trước đây là một số doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư sang Hoa Kỳ với số vốn lên đến hàng tỷ đô la Mỹ, góp phần tạo hàng nghìn việc làm cho người lao động Hoa Kỳ. Ông Hà Kim Ngọc cũng cho biết, lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư chiếm ưu tiên cao. Lĩnh vực này tiếp tục là trọng tâm nền tảng Đồng thời là động lực cho hợp tác chung trong quan hệ hai nước. Hai nước sẽ tập trung vào các lĩnh vực như hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi năng lượng, kinh tế số, kinh tế xanh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là lĩnh vực hợp tác mang tính đột phá. Hai nước sẽ tập trung vào việc tạo nền tảng công nghệ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, chuyển đổi năng lượng, công nghệ sinh học, y tế, dược phẩm cũng sẽ được chú trọng. Lĩnh vực tiếp theo là hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Đây là điểm sáng, có thể nói là hình mẫu trong hợp tác của hai nước. Bên cạnh đó, hai nước sẽ đẩy mạnh hợp tác trong các hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đào tạo quân y, cứu trợ cứu nạn, nâng cao năng lực hàng hải và hàng không. Tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, hai nước sẽ tăng cường phối hợp trong ASEAN, APEC, Liên Hợp Quốc và đặc biệt phối hợp với nhau để cùng xử lý các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, an ninh y tế. Trước đó ngày 6 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris nhân dịp hội nghị cấp cao ASEAN 43 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Jakarta, Indonesia. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống Harris bày tỏ vui mừng gặp lại lần thứ ba trong vòng hai năm qua. Hai nhà lãnh đạo hài lòng với những bước tiến phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ hướng tới nâng tầm quan hệ trong thời gian tới, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân và khắc phục hậu quả chiến tranh. Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của bà Kamala Harris cho quan hệ hai nước, nhất là việc ủng hộ hỗ trợ nhân dân Việt Nam vaccine phòng COVID-19 và mong muốn gặp lại bà trong thời gian tới để cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao nhằm thúc đẩy quan hệ tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất. Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang phối hợp với Hoa Kỳ để chuẩn bị đón tiếp Tổng thống Joe Biden trọng thị, chu đáo trong chuyến thăm sắp tới. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris và nhân dân Hoa Kỳ với những kết quả hết sức tích cực trong nỗ lực vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19, đạt được thành quả phát triển kinh tế, xã hội vững chắc trong thời gian qua. Phó Tổng thống Kamala Harris nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Joe Biden theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và tin tưởng chuyến thăm sẽ đánh dấu bước phát triển mới của quan hệ song phương. Những thông tin quốc tế mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên tạp chí Việt Tham. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.